Hello. 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 Oh, a bit delay on what? Trim option. Hello. 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 Oh, a bit delay on what? Trim option. Hello. Tôi đang stream này. Không có ai watching nữa. Tối đen đúng không? Vì nó đã connect với màn hình nào đâu. Đấy, để tôi audio này. Game capture này. Bật lờ lờ ấy. Đúng rồi. Là Windows Capture lên chưa? Hello. Đấy 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 được rồi. Mình nhìn hơi quê quá chưa, để tôi fix lại. Scale. Bao nhiêu lượt xem? Chắc là vẫn tao với mày em ạ. Tao đang chỉnh cho nó to lên. Tao đang chỉnh cho nó to lên. Trời ơi. Tức là cái screen của mày có xem full screen không? Nó kiểu screen nó có bé bé đúng không? Đấy, ta đang không không biết chỉnh. À, ta phải bật cả cái background lên nữa. Display đi. Ok rồi đấy. Right. Ok rồi đấy. Full screen rồi đúng không? Right. Ok rồi đấy. Hiểu. Full screen rồi đúng không? Right. Ok rồi đấy. Hiểu. Full screen rồi đúng không? Right. Ok rồi đấy. Hiểu. Full screen rồi đúng không? Sao nó có bị lặp lại thế? Mày có bị nghe lặp lại không? Wow. Mày có bị nghe lặp lại không? Mày có bị nghe lặp lại không? Thế mày nghe bình thường thôi, mày nghe chỉ có đúng hai lần vọng đúng không? Scope audio mic. Hai lần là đúng rồi, gì nữa? Mày phải nghe được hai lần đúng không? Không sao, mày chỉ nghe một lần nhưng mày mày thử tắt để tao mute thử tiếng ấy nhá. Ít mẹ thằng yếu. Watching now lại sao lại không à? Ông có bị nghe lặp không khi mà tôi tắt mic thì có bị nghe lặp không? Ông có bị nghe lặp không khi mà tôi tắt mic thì có bị nghe lặp không? Ông có bị nghe lặp không khi mà tôi tắt mic thì có bị nghe lặp không? Dynamic duo. Dynamic duo. Watching 1 à? Đây có mày watching này này. Watching 1 à? Đây có mày watching này này.
Watching more with the Roto light control. Cảm ơn bạn đã đăng ký nhá. À, không chỉnh được cái này à? Không biết, nó set sẵn. Mấy cái education, entertainment. Trông chán thật. Nó của tao là stream được bao nhiêu, tôi kiểu 1080 không hiểu hiểu ơi, chỉ có 720 thôi hả? Được, fix lại. Đợi tí nhá, để tao tắt stream đi tí. Này, check lại đi, 1080 chưa? Nên nó lại. Lên chưa? Được rồi cái gì? Chuẩn ngay. Rồi đây đang em 5 này. 1060p. Ok ngay. Yeah. That's good. Chắc là mày xem trên điện thoại ấy. Đừng xem máy tính hoặc lắp. Đấy, ta sẽ để màn hình phụ. Nó không nhìn được màn hình phụ của ta đúng không? Okay. Nào. Đây là micro. Okay. Cười quá. Ok, hiểu lên. Cười lên. Ờ nhưng mà địt mẹ mày bản quyền âm thanh ấy nhỉ? Địt. Bản quyền âm thanh. Tức là nếu mà mình như nào nhỉ? Ai nãy có 3 watching ạ. Tức là khi mà tao, tức là tao bị bản quyền nếu mà tao xem, tức là tao bật một cái nhạc nào đó ấy. Đấy, thì đấy là tao không thể bật nhạc được. Nhạc không bản quyền gọi là gì? Ok. Không nghe gì luôn ạ. Thôi xong rồi, gãy rồi, hồi đi đi. Sao lại không watching rồi? Bạn kém thật. Đây thôi, xuất trận đi. À, tao muốn bật nhạc sàn lắm rồi đấy. À, sao mày gửi lắm đấy Hiếu? Gửi lắm đấy Hiếu. Sao sao không xem được cái live của tao nhỉ? Nó chết cái điện thoại. Để tao xem cái title với cả cái gì. Currently có hai thằng watching.
Stream trông chất lượng cũng ok đúng không bật cái gọi là gì. không? Không năm không nữa. Xem chip trước thế nào. Ôi vẫn 80 độ. Rồi. Tao không biết set bỏ delay kiểu gì. Chờ tao tính. Rồi lên màn hình chính đấy. Stream health, what do you mean stream health? Meter. Nice. Oh, sao lại có 3 view? Yeah, I got 3 view now. Holy shit. Wait. Should have banned them. Nhớ like, chia sẻ và ủng hộ. Holy fuck. Holy fuck. Ok. Thôi, ngại lắm. Tao không biết để tao... Tao đang stream bình thường đúng không? Không có xem hộ tôi nhé. Manage. Tao không chỉnh lại cái này được cái advanced setting này. Mày gửi cái gì đấy sao bằng busy có professor pregame cái gì kia thôi gửi cái gì là cái gì về team mình á? Cái mẹ. Shit for watching. Thông thác, thông thác. Cần mẹ. Xong rồi mai, mai tao lại lên báo thì em ỉa thể 5, 6, 7, 1, 2, 3. Và người chả biết có tính cả tao không? Không tính chứ. À, không, nó số là quay lại. Ủa chết mẹ chưa thay tí bảng nào. Oh, chôn rồi. Thôi đừng. Tôi xong rồi thì ơi, tao chưa thay bảng. Chết rồi, Akali 3 điểm là cái đéo gì. Holy shit man. Xin lỗi bạn. Mà tại sao? Ừ, nhưng mà tại sao lúc nãy ta không đổ xong cái thần tốc nhỉ? Ê, nhưng mày có nghe tiếng mày không? Mày có nghe tiếng mày qua tao không? Không nhỉ? Sẽ nghe thấy đút mà. Em ta đổ xong bước chân thần tốc là đẹp rồi. Thế hình như tao xem đó thì tao sẽ được 5 view hay sao ấy. Yeah for sure, 5 view. Oh wait, reset page. Still 4. Nó là 4 mà. Ok, no problem. Nó không delay nhiều lắm đâu hiểu. Ui dồi, nó lag. Oh my god, it's lagging.
Oh my god. Lát đúng không? Mày, tao cảm giác có độ lát mà. Thế rồi, stream mà không mượt này, làm do nó sợ. What do you mean, man? Why you say I'm beast? Chắc chắn là tao là beast rồi. Lên đài đúng không? Okay. Clean a Kali à? Chắc chắn là sẽ có một ít tiếng quạt vào nha kiểu mẹ. Nóng quá. Nếu chịu được, nó còn lát đấy chứ. Silver. Ah. Né liền. Đó, lại mượt lại rồi. Xuống 88 FPS nó lại mượt. Rồi. Ôi, con lắc này đánh ngu quá mày ơi, nhưng mà tao đang bị lag quá. Trời ơi, mày xem stream có bị lag không nhỉ? Kiểu nó hơi khựng khựng đó. Tôi hỏi anh tí đi cả người chuyện này tôi cảm giác tôi đánh được một cái bất tập bất tập à anh tí mua cái nó nhỏ quá rồi press the attack Akali. Ah! What about that? You guys should. Trang Chrome nên chiếm nhiều tài nguyên quá. Slack. Mắc một phần rồi vậy. Nice. Chúc baby. Con mẹ em ơi. Ồ, mình cứ bốc bốc. Lại. Oh, you fast as fuck. Oh my. Mày đi đánh tay. Oh my god. Not bad. Okay, touch it up. Ho! Oh, ba thằng. Double smile. Oh my. Ồ, đánh 3 điểm là khó quá. Nice. Mà nó bắt đầu vào rồi đấy. Này thì hay này. Này thì hay này. Nothing is like. Vẫn vào watching kìa. Một chút. À. Top top mất xỉu rồi. No. Nhát thì nhịn cười. Khổ ấy luôn.
Nurre. Tao đang không biết rồi. À, đau quá ông ơi. Đây mình vẫn ok đấy. Tao không đánh được ấy bởi vì dịch bệnh, thứ nhất là đang giật stream, thứ hai là thì tao cảm thấy không ổn. Stream đi nào. Maybe wanna win. Rồi đi mẹ. Để bố mày like nốt. Nó là giật quá. Thôi. Thôi. Nên mẹ 3 điểm. Đéo đánh được. Oh trời. Dạ. Bên bên má bây giờ tao tắt kênh YouTube đi có được không nhỉ? Đúng là còn chạy nữa không? I wanna show the world how clean is my alkali man. Sao buồn. Oh. Đấy là pro man. That's how it's how pro. Rồi dếp còn lắc đấy. Thôi à, ừ. Oh my. Rồi bạn đi thế nên là việc anh ta nên tắt đi rồi ta có thể tắt cái khác nhưng mà đỡ lát xem là cái gì ít vậy Yuri có 53 đâu mà ok đấy nè. Con đi chăn. Oh my god, 4 à, thôi nha, see you. Xin lỗi nha. Thế nha, chúng mày sống rồi đấy. Ồ, được chói đấy. Chói mình chịu. Sợ được chói. Ngồi được không? Em khóc. Easy peasy. Yes. Quick CBA. Oh, too much lính quá. Tôi không hiểu ai là có những ai đang watch rồi đấy. Tôi không biết là cái gì để lôn gì đấy. Đỡ lát quá. Akali đánh tay không nhỉ? Yếu quá không ạ? Bên đây tôi làm quả combo mà phải dùng đến R2 nó mới chết. Nó không hiểu nó yếu thế nào đấy. À! Má! Thôi mà! Mà. Ít lính của tao. À, con tặng vòng lưu đó. Pha này chết thật rồi. Hôm nay Vân vẫn đang còn con khổng lồ. Đây là
Thế tao mà cầm thì mày ấy là tao mà cầm cái khổ rồn mẹ đi sốc điện là con kia bốc mẹ hơi coming coming. Oh my god. Oh my god. Oh, sao đai rồi? À, à, đây ok. Con mẹ em. Tông đang thở oxy rồi. Trận này lòng dòm quá, đánh như nó tử tế rồi. Tôi sẽ bắt đầu toxic ở đây hiểu ạ. Bạn ơi, tôi vẫn đang bình ổn giá nhá. Nói trước của tôi vẫn đang bình ổn giá mới nhỉ. Tôi làm hết số mẹ cỡ rồi đấy. Hôm nay tôi đánh hơi ngu. Tôi cũng đã cố gắng lắm rồi. Nó đây. Bịt mẹ mày flash lên xong mày giết được không? Mà đấy tông quê lắm. Quê luôn. Tạm đang quê nên thôi đã không nói nữa. Xuống đấy, xuống đấy, xuống đấy. Cái xó tô dã man luôn. Đúng rồi. Hello. Calm down. Tụi nhớ. Mẹ mày. Thôi. Push cái này nó hùng ai 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 chẳng về làm gì lắm sợ bị ăn sót rồi. Lấy cái bitch mà bảng nó cầm lông xa lông xôm mà các thằng tờ sân đình này cũng đúng rồi. Okay, đánh đi. Tất cả những gì bạn cần là một nụ cười trắng sáng. Bịt mẹ mày hôm nay tao đánh được lần nữa. Ok. Bạn bị hấp kìa. Trời ơi, lăn con này, ăn con này, ăn con này. Ăn con này, thôi bỏ đi. Bót kìa. Come on. Hehehehe
I lie. You guys don't want my stream, man. Oh god. You guys should get my stream. Holy shit. I'll play. I got some bot. Ooh, I heard. No side hit, come on. No side, got barrier. Bố mới không có cái gì này. Bố mới có mỗi cái ignite, bố mới không có flash luôn. Win được không nhá? Mày tôi lấy lại cảm giác của win được không nhá? À, tao cần mình donate. Anh nhớ donate cho em đi. Có cái stream lab hay sao ấy? Để... hay quá nhờ. Holy shit. Ôi nó lag. 72 FPS rồi. Oh my god. Hay quá nhờ. Let me push then. Để game sau tao sẽ cho chúng mày xem Akali sốc điện. Nhưng mà game này thì đéo. Forever, never, never. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Thế thôi. Nó tìm đéo ấy. Nó tìm lót đây cơ mà. Thì có mẹ ông nói thế. Mẹ tôi hủy mẹ combo. Tôi bỏ mẹ combo. Tôi không combo nữa mà. Nó như trượng. Hơi đồ. Thôi. Thiếu ơi. Néo rồi. Đấy. Stong. Đây đứng đây cũng được đấy. Đứng đây cũng được đấy. Stonk. Hai thằng kẹp thịt. Ê! Hai! Úi trời ơi! Tenpoi Akali! Ten nào? Akali ba điểm! Ê! Ba nữa! Akali ba điểm! Ôi, đi mẹ mày solo kill. X, 5, 6, 5, 4. Hello, bitches! Hello, bitch! Ôi, I'm fine. Không có đâu. Má, mày nói chuộng thế. Bố, cho dưng nhìn mẹ mày. Đâu mày, thôi đánh đi. Tôi đang xanh lại rồi. Thế thì không phải lại. Em lại. Với mẹ mày đi. Ok, bộ nó có hút máu không nhờ. Đéo, chắc lên tí. Rồi. Come on. Má nó bị delay á, không có cái TTTR sang đầu kia là để xong rồi. Nó bắt được con khủng long kia. Akali 3 điểm. Nếu còn gì để nói. Cái gì nữa mày muốn thế nào nữa thằng lồn.
tiene la chica. Yes. Nice. Ah! Biết rồi. May quá, bạn biết rồi. Thôi. Ôi ní chà. Oh my god. No, let me heal. Ui, tao được 600 vàng quá, dịp mẹ một căn nhờ, tao không nghĩ dịp mẹ tao đánh. Không, mẹ mà đánh. Lag quá, can I turn it off? Fuck. For fuck's sake. Không xấu không mà. Để ai lau ra quẩn quá nhỉ. À, tăng sung lên quá. Sao thấy rất hơn này. Nonce. We're so nonce. Mày ơi. Tao với Phô Tôn vừa làm quả 24. gần chết hết mà. Đánh nó bẹt cả mồm luôn mà, gần chết hết cơ mà. Đi nhá. Snookman. Let me auto 3 times. Ah! Trời ơi. Ừ, let me auto. No! Tìm hồn kìa. Ôi, hàng này đi với nhau luôn. Ôi, hiểu ơi, bắt vào trong được không? Bắt đi, đánh đi, không sao. No way. Lừa đấy. Lừa mà. Cái lời như này. Check bụi đi. Đây này. Giờ trông bạn khổ thế. Khá quá nhờ. Khá văn bảnh em mẹ game. À.
Oh God. Ông bị nó cho biết một phút thôi, tao vinh danh biết một tu rồi sụi ép chữa kali à. Bố mày không mang nhầm bản thì chắc chắn đéo phải ép chữa nó yếu mãi chửa. Tao đánh toàn dùng chiêu ở gần như cái bảng bổ trợ để tao phế con cụ luôn. Mà đánh thường thì rủ cho một đứa vào nó ra à, nó lag sao mà không thể bớt lag gì được. Có khi là tao chỉ sợ đánh vị được, có khi tao chỉ sợ là do mạng nhà tao nó không ổn định. Đó. Thôi để tôi bắn ra đây cho sập đi. Đánh thương cơ mà. Không, được mẹ, ông bảo ông đi sập tôi đi ra đây. Tôi xem gì nữa. Bao nhiêu gì? Football mà. Anh xem của tôi đây. Anh xem của tôi đây. Bon này còn gì nữa? Ai cày như mày lại còn cày với máy mẹ rẻ rác. Mẹ nhiều chắp and sharp quá thế đó có đéo gì mới. Nhầm. Các bạn like và chia sẻ nha. Like và chia sẻ nha các bạn ơi. Chưa nhận được cái này nhiều mình nào sắp đấy con chó này đừng có báo sắp đấy top chat animal live chat đồ chat đi vào vào chat đi đấy để chuyên nghiệp. Hey guys, if you're watching my fucking YouTube, like and share. I don't know. I biết là sẽ là rồi. Never know. Là sao? Mày nghe trong phim của mày, nếu mày nghe thấy là có, không nghe thì không. Thế thì người ta vẫn chưa đổ lên đúng không? Vẫn chưa đổ lên đúng không? Ừ, chưa bố bảo đánh AD cho đấy. Yeah. À, quên. Hiểu rồi, tao reply. Chưa optimize nó lại. Đánh con gì rồi nhờ? Tao nghĩ là đánh cung thủ. Cung thủ nhá. Thôi đang muốn bắn cung thủ. Ông muốn tôi support đúng không? Chắc
Chua. Sắp chưa, tao sẽ xem con này bao giờ đâu. Tiếp theo. Đây. Ok. Ok. Giọng tao như cất thế mày ạ. Tao chợt nhận ra. Giọng tao lên stream trông nghe nó tếu ấy luôn. Tao chợt nhận ra. Giọng tao lên stream trông nghe nó tếu ấy luôn. Tao chợt nhận ra. Giọng tao lên. Đây rồi. Mày nó bắn cái cỗ máy đấy, biết con gì rồi nào, cái xa nhá. Không, tao biết bắn cái xa lắm. Vây bu đi. Vây bu, vây bu, vây bu. Bạn đánh vây bu đây. Bây giờ là đánh vây bu đây. Hay đánh chính là hắn. Chính là hắn. Chính là hắn. Holy shit. Holy shit. My viewer will get up. Will get upset, motherfucker. Nhưng mà tao nghĩ là ba cái view này là toàn của anh em mình. Mày có xem, mày chỉ xem có trên điện thoại thôi đúng không? Cả laptop của điện thoại á. Không phải view tôi. Ôi, chỉ có hai người xem thôi mà. Nó sự thật. Thế hả? Đây, tôi tắt luôn rồi. Ôi, thực ra là chỉ có hai người xem stream thôi mà. Chỉ còn ai nữa. Ôi, cậu nó cứ bị vọng lại ấy mày, mày không để ý à? Tao sửa lại cái phần âm thanh cho anh nghe. À, có thể đấy là lý do mà các bạn không xem stream mình nữa. Không, nhưng mà ta cảm giác lúc vang lúc không cơ. À, có thể đấy là lý do mà các bạn không xem stream mình. Mẹ đi. YouTuber. Mày mắc view của ta là 4 view mày ạ. Đến chơi không? Bò á, rồi bò đi. Chả bò thích. Later nha. Later bitch. Later bitch. Không nhớ là ta để cái tiêu đề cái này là cái gì đâu. Cái hình không ngoài. Nah, I need that. Okay, preview.
I have 3D now. Holy shit. Really? Holy shit. Đấy, nó có bị vòng lại kìa. Vẫn bị vọng. Được, có lúc vọng có lúc không hay sao ấy. Tôi nghĩ tôi end stream mình tập trung đánh không ạ? Stream nó cũng máy tôi không đủ khỏe. Không thể tin được. View. Hình như là có mình mày xem rồi hiểu ạ. Nó tắt hết đi là có mình mày xem rồi. Rồi. Vẫn một lượt xem đúng không? Không lượt xem nữa thì có cắm đâu xuống đất là tao. Ồ, nó mượt lại đúng không? Nó lại lag rồi mà. Tôi sắp xuyên lỡ lờ chứ gì, tôi xuyên mấy cái khác chết. Dùng lâu rồi. Phải hạ setting lỡ lờ xuống một tí cho nó được. Come on. Like, share, and subscribe. Ta đặt là Dynamic Duo mà. Ok, liền. Xin mấy giây đây. Hai biscuit. Ta để rồi đấy. Không, không. Lên chưa, lên chưa, lên chưa. Ra mất lính nhưng mà điên đây rồi lát sang ôi đúng mượt thì nó chỉnh ta biết chỉnh cái gì vậy. Ôi trời ơi, the hacker sure mày đánh tao. Oh my god, they are so aggressive. Có Q nha, có Q nha. Ok. Anh tí tí đã, hồi tí viết đã. Đầu thế. Nó dã man quá. Đúng rồi, không chơi được đâu. Yes, hai thằng chinh phục mà. Chết rồi, họ từ sớm này, chết em rồi. Vừa lại bảo đánh ngu vãi cả lồn. Đây, mít rồi. Đấy, ta đổi rồi đấy. Chết đơn giản. Đổi chưa, đổi chưa? Bóp lên. Đổi chưa? Chỉ chứ đấy đấy là điều bình thường ấy nhỉ, sao có gì mà để hỏi đấy đâu.
Nào. Tôi lại ngại bạn quá. Ô, thì có mẹ hết lốc vào kìa. Lốc ảo thì mẹ tao thật thật đập mặt vào tường rồi. Không chơi được nha, Yasuo khỏe lắm. Yasuo sao farm 12 này, bọn nó chia farm à? Hai bạn ơi. Rồi bạn ơi. Mẹ mày. À, chết rồi. Má nó có bốc quá. Bực mình thật. Let me farm please. Đéo thế được. Cái lồn ma nó cứ bắn bên này xong nó quắc bên kia là cái đéo gì đấy. Đéo này tìm được. Này đánh như lồn nó. Nó cho chơi. Được rồi nhá, được rồi nhá. Đường gió này căng thẳng quá. Để nó drop, drop FPS rồi à. Rồi nhá, đi về. Sao? Bắn được không? Thôi. Thôi, rồi, ớ. Lại hit bốc ảo. Được nhá, từ từ. Hay không anh? Có cái gì đâu mà lại khó khăn thế. Cái gì? Rồi thế thôi. Ngồi nghịch thôi mà. Lát quá, khó chịu quá. Nó cứ hơi lắc lắc nhưng tôi đánh không quen tay. Rất khó chịu. Tao muốn lên đấy quá. Lên đồ này trước không nhỉ? Kệ đi. Đâu, tao bảo là ý là tao muốn lên Manyamune. Thôi kệ đi. Nhỡ rồi thôi đừng nói. Free Watson. Hello guys. Mặc dù tao đều biết mày là ai. Hiểu ạ. Hello guys. Đều biết mày là ai rồi, vẫn hello. Tương tác. Không biết đâu. Vãi lồn. Ồ, đi về. Mình bố mày lồn à. Muốn ăn lồn à, như là chờ chờ đâu tôi bắn nó mấy phát để cho nó đập nha, vé giúp giúp. Im, trận này tao không được nè. Đây địt mẹ mày ông thấy ông đánh với ông Long đi, đỡ phải đánh với tôi đi, địt mẹ ông cứ đi so sánh với bạn ông này kiểu mẹ ông.
Một vì tao đéo thích đánh trai hát chứ sao. Ờ, hát cả lồn. Nào đây. Giờ thì ông cũng nói tôi còn gì nữa, huề nhau chưa? Ông nói tôi, giờ ông nói tôi là huề nhau rồi còn gì nữa. Ta đi mẹ nó farm thôi. Nó farm 69 con rồi. Sập 4 con rồi. Ok. Ui. Ơ, oh, what the fuck? Nếu mà sao vẫn dính ạ? Lẹ. Nè, nè, nè. Có rồi nha, có rồi nha. Rồi thôi, từ từ, hồi hưu hưu đi á, mình tính nghe. Úc cái giáp nữa. Vứt cái giáp rồi nó đi. Này xong rồi này. Sáng quá nhỉ. Như là trò chơi cần 200 tiền nữa không ạ? 100 tiền nữa. 100 tiền nữa rồi về. Mấy bé quá. Rồi về rồi ra mình đéo được cái đồ gì. Mấy bạn này có vẻ cứng cực quá nhỉ. Lại nữa hả? Cắt cái đây. Cắt cái này đâu rồi bạn ơi. Nó flash mà. Nó flash à. Bố mày hit run là ai ơ? Đi mày, mày đang đánh đúng không? Thì tao phải đánh. Là sao? Ơ, thì mày, mày đang đánh với nó đúng không? Nhưng vấn đề ở đây là nó flat. Nó flat, flat EQ. Nó flat EQ. Được chưa? Nó flat, nó có bay qua mày, nó bay qua tao luôn đó. Nào xem phải làm gì. Bùm. Ôi trời, bịt mẹ vậy. Có hay quê gì em không vậy? Ông đánh như hạch, ông cứ kêu tù. Làm người thì khiêm tốn thôi không ạ? Tôi sẽ nên khiêm tốn rồi. Cố lên nhá, cứ tiếp tục khinh người đi nha. Để xem. Người địch mẹ mày. Tôi đánh hay, tôi xích các ông lại cũng chửi tôi. Mẹ mày có khó lắm. Nói cả lồ, nếu trước bố mày chửi chúng mày nó lại chịu. Làm cặc rồi em. Cầm mồm. Thế là đủ rồi gì. Chẳng tha thứ sẽ chẳng thể vì em đâu biết chẳng có vốn swap luôn nè. À, rồi đừng động vào lính của tao nhé. Thank you so much. Nó quay lại nó dập một phát vào mồm. Nó dập không? Dập rồi đấy, sắp dập đấy. Cảm ơn. Kéo ở đây.
là cho xuống không dính à? Mắt tím mà bara rồi chơi mẹ mày su luôn rồi nha, nó còn đang ở góc nha. Bán được à? Oh sao nó lại hai ăn nữa? Rồi hai rồi. Nếu mà phát đúng tí chỗ đấy Okay. Ôi. Ô, con pai khỏe vậy. Hmm.